Đó. Ồ, nói chung là quá nực. Hello, chào bạn ơi. Hôm nay mình mượn cháu mình nó quay giùm các bạn. Bây giờ mình có một công việc à. Mình mua rộng hôm nay rồi. Bữa nay mình sẽ làm cái món tiết canh nha các bạn. Đó. Luôn bắt công việc. Cũng là mình rộng nó không đầy các bạn, rộng nó mình cho ăn nhưng mà nó cũng không ốm luôn. Bây giờ nói chung là cái mình trong khi mình mặn á thì không được các bạn, mặn thì nhà YouTuber không cho phép quay cảnh mặn này kia nọ. Bây giờ mình sẽ vô mình mặn rồi xong rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Đó, rồi, mời các bạn theo chúng mình luôn. Thì nãy giờ mình đã làm xong rồi các bạn. Đó, đây là cái dĩa tiết canh bên này. Nói chung là cái món này thì có người ăn được, người không ăn được các bạn. Nếu như bạn nào mà không ăn được thì không nên làm theo mình nha các bạn. Này mình làm lâu lâu mình làm review cho bạn xem. Đó, chứ mình không có, cũng không có thường xuyên ăn nữa. Thì bạn nào mà nếu xem được thì xem được, không được thì cứ lướt bỏ qua nha các bạn. Cái này mình làm là nó sẽ không có thấy màu đỏ ở trên. Nó chỉ hơi thôi. Đó, mình có chuẩn bị một cái nồi cháo nè. Đó. Đây. Nồi cháo mình bắt đây cho nóng sẵn nha các bạn. Mình ăn cái này thì phải có cái nồi cháo nó cháo nóng. Ồ, nói chung là đây là củ tỏi nha. Đây là củ tỏi nha các bạn. Cái này ăn tiết canh thì phải có chanh. Cái này là chén mắm gừng mình nè. Đây là một mớ đậu sống với hành. Đó. Rồi, thì giờ mời các bạn ăn với mình nha. Đây. Tiết canh này mình như thế này. Chúng là có bạn thì ăn được thì mới ăn được nha các bạn. Còn các bạn ăn không được thì sẽ không ăn được. Thì mình xin vui lòng lướt qua giùm. Mình làm như thế này thì nó sẽ không có màu đỏ luôn. Đó, thì mình thấy xong rồi thì mình sẽ nặn chanh vô. Đó, mình sẽ nặn chanh như thế này các bạn. Thì tùy theo các bạn ăn chanh nhiều thì nặn nhiều, ít thì nặn ít. Đó. Rồi, nó như thế này là mình sẽ ăn nha các bạn. Nổi bài luôn. Cực kỳ ngon luôn. Thì cái này mình làm ngon. Đây nghe bà. Ăn trúng cái hột tiêu nó quá đã. Trúng đậu phộng thì nó không béo béo. Rồi. Mình có chuẩn bị củ riêng nè. Nhưng mà lúc nãy mình bầm con vịt đó, mình bầm cái cánh đó, nó hơi có xương. Mình sẽ múc cháo. Ồ, nhưng mà cháo vịt nha bạn. Thịt ngon. Mở bạn luôn. Rồi bây giờ là
6:20 nha các bạn. Nói chung là cũng hơi tấu. Hơi tấu thành ra mình mượn thằng cháu nó quay dùm. Nó quay camera trước các bạn. Rồi thành ra nó quay camera trước có đèn á cho nó sáng. Đó, đây này, cái cành này. Nói chung là mình làm không có đỏ luôn nha các bạn. Mở quả luôn. Mình ăn như thế này thì nó cái cháo này nè, mình bắt biếu luôn, mình y như ăn lẩu á, thì mình nói chung là rất là đực luôn. Ý dạ dạ. Bây giờ trong cái này là cháo không các bạn. Còn cái nguyên cái con vịt thì mình để cho ở nhà mình chặt ra ăn rồi. Cái này mình xử cái bộ đồ lòng. Này là như thế này. Để bộ lòng lên nè. Lúc nãy mình cũng cắt thêm một mớ thịt đó. Nhưng mà quên mất à. Không, mình chỉ ăn lòng rồi thôi. Đây là mắm gừng. Kẹp vô một ít gừng vô. Là ớt vô. Quá ngon. Nói chung là cái món này thì lâu lắm mà mình mới ăn lại các bạn. Trước thì mình cũng thường xuyên ăn nhưng mà lúc này mình lâu lắm rồi mình mới ăn lại. Trong này thì rồi mình có bỏ tiêu rồi sẵn rồi, tiêu đậu, đậu nè. Đây đậu. Bỏ vô. Rồi mời các bạn luôn. Có một miếng củ riền luôn. Ồ, quá ngon. Mà mình bằm cái cánh nó có chua. Nhưng mà mình làm cái này mới không có mấy ông già ăn á, thì mình bằm nhuyễn nhuyễn. Còn mà trẻ trẻ không thì mình bằm 37-21 các bạn. Người ta ăn được á, nhưng mà người ta nhát á, người ta múc cái tức cành này. Ta bỏ vô. À, cái ta múc cháo bỏ vô. Đây, như thế này chúng ta nghe các bạn. Trộn. Trộn luôn các bạn nghe các bạn. Wow, đây là trái tim đó, chấm được chén món gừng.
Quá tuyệt vời. Trong lâu lâu mình ăn lại rất ngon. Nãy nhiều nhiều vô đậu luôn đó. Ồ, nặn chanh vô. Đây nè, nó như thế này mình nặn chanh vô nghe bạn. Nặn chanh vô. Đó. Đây, nó như thế này. Rồi, mời các bạn luôn. Nói chung là đổ một hâu. Nãy giờ mình quay thấy tao đổ một hâu, xong mình kêu tao chùi. Trời ơi, cái củ tỏi. Ô, cái củ tỏi cay dữ vậy. Nói chung là quá được các bạn. Nói chung là quá được. Nhưng mà có nguyên cái bộ lòng chắc anh bỏ lên đây luộc với gan với mề với trái tim nè, cái luộc đó nè mình đều hơi ít nữa bạn. Nếu bạn nào ăn được á thì cái tức canh này mà ăn với cháo nóng thì hết bài luôn. Ở đây là các bạn nặng chanh lên. Wow. Chung là nếu mà bạn nào ăn được thì nó sẽ cực kỳ ngon các bạn. Đây, còn mình ăn miếng này nữa nên kết thúc video mà. Nói chung là nực quá rồi. Giờ 6 giờ 30 luôn à. Nói chung là đứng gió các bạn. Chung là đứng gió, không có miếng gió nào hết. Quá đực luôn. Đổ một hầu. Quá trứng luôn. Rồi thì hôm nay mình có làm cái món tứ canh vịt này đó. Nói chung là làm những món này là món cái món này là làm thay vì đồ sống các bạn thì mong các bạn không nên làm theo mình đó, mình chỉ lâu lâu làm và cho các bạn xem thôi đó, là mình mong không các bạn là đừng bắt chước làm theo đó. Nếu bạn nào mà ăn được á, thì ăn nghe bạn, còn bạn nào mà không ăn được á, thì cứ hay hoặc là không xem được á, cứ lướt qua bỏ qua cho mình. Đó, mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ bạn xem thấy video mình hay á, bạn đăng ký like ủng hộ mình để mình có lực làm nhiều những clip nữa cho bạn xem nha. Rồi giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn tiếp theo. Được quá. Bye bye.